Muốn biết cách thi công nhựa giả đá ốp tường cho tường cũ, tường bị thấm nước sao cho đúng kỹ thuật, không lo bị bong tróc hay kém bền thì nhất định phải xem video ngày hôm nay cùng Kim Hoa nha. Xin chào các anh chị, Kim Hoa Cosmos chuyên giới thiệu và chia sẻ cách thi công các vật liệu mới đây ạ. Để xem tiếp những video hấp dẫn, cập nhật những thông tin mới nhất về ngành vật liệu nội ngoại thất thì đừng quên bấm subscribe kênh Cosmos Việt Nam ngay nhé. Quay trở lại công trình ngày hôm nay thì các anh thợ thi công tấm Cosmos Vân Đá để cải tạo lại tường cho phòng trọ cũ sau một thời gian sử dụng đây ạ. Đối với tường cũ thì việc kiểm tra tình trạng tường trước khi thi công khá là quan trọng. Từ đó mới chọn được phương án thi công phù hợp, đảm bảo chất lượng cho công trình. Ví dụ như mặt tường ngày hôm nay là tiếp giáp với bên ngoài trời, lại có cửa sổ nên khó tránh bị thấm nước hay là bị nước mưa tạt vào, khiến lớp sơn tường cũ dễ bị bong tróc. Đối với tình trạng tường như thế này thì các anh thợ sẽ thi công trước một hệ khung xương nha các anh chị. Ở đây thì các anh thợ dùng thanh nhôm U và đóng đinh cố định vào tường. Đây là vị trí tường dễ bị thấm nước nên thi công có khung xương thì sau này giả sử cái lớp sơn nước nó có tróc ra đi thì cũng không sợ làm bung cái tấm Cosmos ra nha các anh chị. Khi mà mình thi công tấm Cosmos mà có dùng khung xương á thì các anh chị nhớ dùm Kim Hoa là mình dán băng keo hai mặt và bôi keo chuyên dụng lên khung xương chứ không bôi keo sau tấm ốp nha các anh chị. Như vậy mới đảm bảo sự kết nối giữa khung xương và tấm ốp. Bây giờ thì mình thực hiện ốp lên tường. Ở đây thì các anh thợ sẽ ốp dưới chân tường trước, ốp cẩn thận và ấn nhẹ đều tay khắp tấm ốp Cosmos để keo dính thật đều nha các anh chị. Cái lớp ni lông phủ ở ngoài thì mình không nhất thiết phải bóc ra trước đâu nha. Cứ ốp xong hết đi rồi mình bóc một lần, dọn một lần cho gọn nha các anh chị. Chứ còn đang thi công dở dang mà mình bóc hết ra rồi lỡ chẳng may cái phần keo thi công nó dính lên trên bề mặt thì tốn công ngồi đó chùi nữa. Một ưu điểm của tấm Cosmos mà các anh thợ thi công rất thích luôn là cực kỳ dễ tách tấm ốp nha các anh chị. Chỉ cần dùng dao rọc kéo qua vài đường là tách tấm ốp Cosmos được rồi. Nhanh và gọn gàng, không có bụi bặm, 10 điểm luôn nha. Mình tiếp tục ốp tấm Cosmos nhỏ ở phía trên nha các anh chị. Lưu ý dùm Kim Hoa là ốp tới đâu thì thực hiện bôi keo tới đó. Tránh tình trạng keo bị rơi ra sàn hoặc là keo bị khô, giảm độ chắc chắn cho công trình của mình nha. Các anh chị xem video mà thấy Kim Hoa nói hay, Kim Hoa chia sẻ hữu ích thì đừng quên cho video này một like để khích lệ nha các anh chị. Xong phần tường cửa sổ thì bây giờ các anh thợ thi công tiếp đến phần tường bên hông đây ạ. Phần tường này thì không bị nước mưa tạt hay là thấm tới, vẫn đảm bảo khô ráo và sạch sẽ. Vì vậy là anh chị hoàn toàn có thể thi công kiểu thông thường, đó là bôi keo vào mặt sau tấm Cosmos và ốp trực tiếp lên phần tường luôn nha. Thực hiện rất là nhanh luôn nha các anh chị. Còn mình vẫn muốn dùng hệ khung xương thì cũng được, chỉ là Kim Hoa thấy không thật sự cần thiết thôi nha. Thi công xong phần tường rồi thì thêm cho Kim Hoa cái phào cổ trần để che đi mép nối giữa tường và trần nha. Anh chủ nhà thích tạo điểm nhấn nên chọn cái màu nâu gỗ như thế này. Nếu anh chị mình thích sử dụng đồng bộ thì có thể chọn loại cùng màu cũng được luôn nha. Chưa hết một buổi sáng là các anh thợ đã hoàn thiện thi công nhựa giả đá ốp tường cho căn phòng của mình rồi. Các anh chị đánh giá sao về công trình ngày hôm nay hoặc muốn Kim Hoa làm thêm video về những chủ đề nào thì đừng quên để lại comment cho Kim Hoa biết với nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.